Hello. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày 20 tháng 11. Ý, 20 tháng 10, đúng không? Là ngày phụ nữ Việt Nam. Chúc tất cả những người phụ nữ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc, có một sức khỏe viên mãn. Sau đây một bài hát mà lâu lắm rồi mới nghe, liên quan đến cuộc tình đau. Còn đêm nào vui bằng đêm 30? Anh nói với người phụ quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lại để cho tình mình ngỡ, cho giấc ngủ anh thương. Sao sao thường xanh trong đôi mắt ngoài, trời sắp Tết hay lòng mình đã. Rồi cũng phong ba rừng cùng dòng sông, hồn đẹp sâu thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau. Đã buồn chân theo sau ngày vực sâu, rớt hỏi xuống hư không cuộc tình. Sao mà hay lệ khóc nhau.